Nó đang tập trung cho bài diễn thuyết mấy hôm nữa sẽ diễn ra tại cuộc meeting ở đường Lanzarote trong vườn xoài nhà bà đốc phủ Nguyễn Tấn Tài. Và truyền đơn in cho buổi diễn thuyết đã sẵn sàng ạ. Đồng bào đã 70 năm sống trong cảnh nô lệ. Nay dân ta còn yếu nhát thì ta hội nhau lại mà cho chính phủ biết rằng dân ta không chịu chính phủ ép thêm ta nữa. Gục đầu mãi mà làm trâu ngựa hay sao? Ai là người biết thương, biết giận, biết tức, còn giữ một chút đứng đắn làm người? Xin ngày Chủ nhật 21 tháng 3 này đây, 8 giờ sớm mai, đến vườn nhà bà đốc phủ Nguyễn Tấn Tài. Nè nè, nhanh đi, nhanh đi, nhanh đi. Đi nghe diễn thuyết chứ gì nữa. Mau, 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 mau lên. Bên này, bên này, đi. Các cậu đến nghe Nguyễn An Ninh diễn thuyết thôi. Đừng vô nữa mất công. Người ta đông quá sẽ đông. Diễn giả nó nhỏ quá không nghe gì được. Buổi diễn thuyết diễn ra chưa quá 60 phút thì đã bị đàn áp giải tán rồi. Chắc là có mật thám cài vào từ trước nên Pháp nắm rất chắc nội dung chương trình của cuộc họp này. Khéo dài hôm nữa sẽ bắt giam ông Nguyễn An Ninh mất. Sau buổi diễn thuyết không thành vào ngày 21 tháng 3, 3 ngày sau, tức ngày 24 tháng 3 năm 1926, Nguyễn An Ninh bị chính quyền thực dân bắt giam vì công khai chống chủ nghĩa thực dân.